Đây là bản tin cuối tuần của đài truyền hình SBTN. Ngọc Lan Thanh và Kim Nhung xin hân hạnh kính chào quý khán giả. Và chúng tôi sẽ gửi lại tới quý vị những bản tin tức liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, châu Á và Việt Nam. Và nhân mùng 3 Tết, trước khi chúng tôi gửi tới quý vị những phần tin tức, có lẽ là chúng tôi cũng sẽ xin phép được trao nhau những câu chúc như là Kim Nhung đã hứa với Ngọc Lan Thanh. Và trước tiên thì Kim Nhung, Ngọc Lan Thanh cũng như là toàn thể quý các nhân viên của SBTN mến chúc quý vị một năm mới một lần nữa luôn khỏe mạnh và an khang. À, thịnh vượng, một cái câu mà chị hay Ngọc Đăng Thanh hay chúc đó là an khang dạng sự cát tường, sở cầu như ý, hay lắm, cái câu này năm thuộc lòng, năm nào nghe từ nhỏ tới lớn con câu này. Và bây giờ Kim Nhung đã như đã hứa nha, yeah. Rồi chị Ngọc Đăng Thanh một câu rất là vắn tắt nhưng mà có thể là chị sẽ rất thích, đó là chúc cho Ngọc Đăng Thanh. Có lẽ là Kim Nhung sẽ nói title của Ngọc Lan Thanh. Chắc xin xin ban kỹ thuật chiếu được Ngọc Lan Thanh để xem cái nụ cười Ngọc Lan Thanh như thế nào nhé. Trước nhất là khỏe mạnh rồi ha, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến. Có nghĩa là những cái bất ngờ đó là những cái niềm vui, yeah, mà mình mơ ước. Đến bất nhá, ngờ. Nhá, năm nay sẽ có bất ngờ đó. Đây là câu chúc của người em, họ em kết nghĩa của Kim Nhung, cũng rất quý. Dạ, yeah. Ngọc Lan Thanh thì câu đầu tiên là xin chúc cho quý khán giả của đài truyền hình SBTN thiệt là nhiều sức khỏe, là gì khi có sức khỏe rồi mình sẽ làm được tất cả những cái việc vì mà mình đã mong muốn thì nó sẽ được thành tựu trong năm Ất Mùi này. Riêng Kim Nhung thì chị chúc cho em là lúc nào cũng được thăng tiến ở trong nghề nghiệp, mọi sự của em làm việc đều được hanh thông từ đầu năm cho tới cuối năm, và nhất là gia đình của em luôn được hạnh phúc an vui. Hồi cảm ơn chị Thành rất là nhiều. Khi nãy Kim Nhung chúc mà đang chờ cái phong bì đỏ mà chưa thấy. Cái áo chị là phong bì đỏ rồi. Áo em cũng phong bì đỏ vậy. Hai đứa mình quề. Quề. Rồi quề. Thôi. Nghĩa là bây giờ phải cho chị nợ suốt năm. Vâng, thưa quý vị, đó là những lời câu chúc đầu năm mà chúng tôi chút xíu nó sẽ có giờ thì sẽ gửi tới quý vị những câu chuyện vui của đầu năm. Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin tóm lược trước khi chúng tôi bước vào phần tin chi tiết. Tổng thống Barack Obama gặp thống đốc dân chủ tại Tòa Bạch Ốc. Một bản tin khác liên quan đến 800.000 người mua Obamacare nhận mẫu khai thuế với thông tin sai lệch. Có nguồn tin cho hay về Sao Paulo tưng bừng lễ hội chào đón Tết Nguyên đán. Và chương trình bữa ăn trên mạng trong dịp Tết cho những người cô đơn. Mở đầu là những phần phóng sự từ San Jose với Ngọc Đăng Thanh. Thưa quý vị, phóng viên Thái Phạm tường thuật lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa đầu năm Ất Mùi 2015 do lực lượng sĩ quan Thủ Đức Bắc California phối hợp cùng với Liên hội cựu quân nhân Bắc California tổ chức tại tiền đình tòa thị sảnh thành phố San Jose. Lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ được treo suốt tuần lễ tại đây. Mời quý vị theo dõi. Thái Phạm xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày mùng 1 Tết Ất Mùi, hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại City Hall, thành phố San Jose để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đầu năm do lực lượng sĩ quan Thủ Đức tổ chức. Sau đây xin kính mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày chúng ta đón một mùa xuân mới đến với tất cả nhân loại. Và kính thưa quý vị, lực lượng sĩ quan Thủ Đức quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi thường xuyên hàng năm, đây là một buổi lễ truyền thống tổ chức lễ thượng kỳ đầu năm tại thành phố San Jose trước tiền đình của CTO. Và kính thưa quý vị, hai lá cờ chính thức của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tung bay phất tới trên kỳ đài vào mùng 1 Tết, và lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta sẽ được tung bay đúng một tuần lễ trên thành phố San Jose, là một thành phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, và có thể nói đây là thành phố đông dân tị nạn nhất của Hoa Kỳ, đó là thành phố San Jose. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, nhân dịp đầu năm Ất Mùi và ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết, chúng tôi xin đại diện cho lực lượng sĩ quan từ Đức Lục Việt Nam Cộng Hòa cũng như các anh em trong Liên hội Cựu Quân Nhân đã hợp tác cùng chúng tôi để tiến hành nghi thức thượng kỳ này. Chúng tôi kính chúc quý vị đồng hương, quý đồng bào cũng như quý chiến hữu chúng tôi đang sinh sống khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên toàn thế giới được một mùa xuân an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn phóng viên Thái Phạm và tiếp theo đây là phóng sự từ Sydney, Úc Châu về lễ đón giao thừa tại nhà thờ Quốc Tổ do Tập hợp Đồng Tâm cử hành tại Sydney. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2015, để chào đón năm mới Ất Mùi, Tập hợp Đồng Tâm Sydney đã tổ chức buổi đón giao thừa tại nhà thờ Quốc Tổ với sự tham dự của rất đông đồng bào cùng sự hiện diện của các đại diện ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales và nghị viên Trần Nhân. Là giờ phút thiêng liêng nhất. Sau đây, để mở đầu chương trình, xin mời toàn lân đồng thanh múa lân kính lễ Quốc Tổ và bậc tiền nhân cũng như chúc lành đến tất cả quý vị có mặt trong đêm hôm nay. Xin mời đoàn lân đồng thanh. Mở đầu buổi lễ với đoàn lân đồng thanh đã gây sự nô nức và thích thú cho mọi người với một không khí Tết dù đang sống xa quê hương. Sau đó, mọi người cùng bước vào nhà thờ Quốc Tổ để dự buổi lễ với những nghi thức thật long trọng và trang nghiêm. Kính lạy nhị vị tổng tổ. Kính lạy Đức Quốc Tổ. Kính lạy các đấng minh quân, văn thần, võ thánh, anh hùng, liệt nữ và hồn thiêng sông núi của Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015, nhằm 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Ông Hồ Hiếu Dương thay mặt ban tổ chức thuộc Tập hợp Đồng Tâm, ông Đào Tăng Dực thuộc lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc và tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Tôi xin quý vị cùng với chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, lãnh thổ chúng ta được toàn vẹn, không bị lấn chiếm của Trung Cộng cũng giống như của các người bán nước trong sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Việt Nam. Phát lì xì với những bao màu vàng rực rỡ cho các em, các cháu đến tham dự. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ nhà thờ Quốc Tổ Sydney. Xin kính chào quý vị khán giả.
Tiếp theo là phóng sự từ Lido Sài Gòn, phóng viên Phan Đại Nam thực hiện phóng sự tường trình nghi lễ đón giao thừa tại chùa Phật Quang, cũng là văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam California. Mời quý vị theo dõi sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015, tại chùa Phật Quang thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo ở thành phố Huntington Beach, miền Nam Cali, đã có buổi họp báo với mục đích trả lời những ưu tư thắc mắc của giới truyền thông và đồng hương về hiện tình giáo hội và sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang. Đây là phần thứ 3 trong một chương trình gồm có phần lễ an vị Phật, phần hội thảo khái niệm nhân quyền trong lịch sử giáo hội Phật giáo Việt Nam và buổi họp báo được điều hợp bởi nhà văn Võ Ý, nguyên trung tá phi đoàn trưởng sư đoàn 6 không quân tại Pleiku. Và sau phần ngỏ lời của ban tổ chức, giáo sư Trần Văn Tri đã có đôi lời với ban chủ tọa và đồng hương. Phật tử chúng ta hiểu cái con người như là thầy Giác Đảng, như anh Võ Trang Ái nói là nó cái thiên trời địa tất cả ba cái yếu tố đó nó hợp với nhau. Và cái đó là cái điều cần thiết. Nhưng mà nói rất là cho cùng thì muốn điều tiết cái đó phải có một cái tổ chức, đó là Liên Hiệp Quốc, chứ không thể không có được. Chúng ta có một chính quyền, chúng ta có một tổ chức. Chúng tôi hy vọng trong tương lai cái chùa chúng ta hiện đang ngồi làm cái nơi để chúng ta tập hợp tất cả những cái quan điểm về khác biệt với nhau về dân chủ và nhân quyền, và nhất là chị Lan nói là làm thế nào để bảo vệ cái người, bảo vệ dân quyền. Và trong phần họp báo, sau khi ông Võ Văn Ái là phát ngôn viên văn phòng 2 Viện Hóa Đạo cũng nói về những vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chúng ta cần phải có nhiều tổ chức người Việt từ khắp nơi kết hợp lại để tranh đấu cho có hiệu quả. Thượng tọa Thích Giác Đẳng, quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo nói về tranh đấu nhân quyền. Nhân quyền không nên là một cái khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi, mà nhân quyền nó nên là một cái tâm điểm ở trong cái cuộc vận động cho một tương lai mới của Việt Nam. Bởi vì chúng ta ngồi hình dung lại, nếu ở trên quê hương Việt Nam và dân chúng Việt Nam được tôn trọng chủ nhân quyền, thì những cái tinh ba trí tuệ của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Những người dân Việt Nam sẽ thực sự đóng góp vào cho tương lai của đất nước. Và chúng ta khẳng định một điều rằng nhân quyền nó sẽ tạo một cái điều kiện rất là lành mạnh cho sự phát triển của dân tộc Quay Hậu. Do vì chúng ta tin và chúng ta hãy cùng nhau từ những ý thức của chúng ta về đất nước, về thế giới, thì chúng ta hãy khẳng định một điều rằng nhân quyền không nên là một vũ khí chống cộng không, mà nhân quyền nên là một tâm điểm cho cuộc vận động toàn diện đối với một cái vận hội lớn trên tương lai dân tộc. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo về hiện tình giáo hội Phật giáo và sự tạo lập ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam Cali do văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức, sau khi trả lời những thắc mắc của đồng hương Phật tử, Thượng tọa Thích Giác Đẳng cũng đề cao sự đóng góp của các huynh trưởng gia đình Phật tử cho việc tạo lập ngôi chùa, và Thượng tọa cũng nói tới tình trạng thiếu tăng ni và mong các huynh trưởng gia đình Phật tử hỗ trợ cho vấn đề này, và thầy tin rằng nếu mọi người cùng cố gắng thì thiện duyên sẽ đến. Và buổi họp báo đã chấm dứt vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày sau lời cảm ơn của nhà văn Võ Ý, đại diện ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn phóng viên Phan Đại Nam. Và tiếp theo đây là phần phóng sự từ Việt Nam. Thưa quý vị, nhóm phóng viên từ Việt Nam thực hiện phóng sự từ Sài Gòn về hình ảnh không đẹp khi mà người dân dẫm nát đường Hoa Hàm Nghi. Phần chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự sau đây. 12 năm qua, đường Hoa Nguyễn Huệ đã là một hoạt động vui xuân thường niên của người dân Sài Gòn. Năm nay, đường Hoa đã chuyển qua đại lộ Hàm Nghi do đường Nguyễn Huệ đang thi công tuyến tàu điện Metro. Ngày 16 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 28 tháng Chạp, chỉ ít giờ sau khi khai mạc, đường Hoa Hàm Nghi đã tan hoang bởi những người dân vô ý thức. Một sự việc chưa từng xảy ra trước đây. Mọi người sẽ tốt hơn, nhưng mà chắc hy vọng là thế thôi. Mọi người dân thì vô ý thức,
khi mà cứ nhắc hoài, khi nhắc bên đây thì chạy qua bên kia ngồi nữa. Nhà dưới thì anh nhìn hoa đi, quéo thật. Cũng tại bên cái này, tất cả biên cái đưa biên cái đó lên thì đương nhiên ngồi bên hoa rồi. Là hoa có mấy ngày đầu tiên là quéo rồi. Thậm chí cái ngày khai mạc anh canh ở ngoài kia, bạn chăm lận nó vô, anh chị có vô thì anh chị cứ cổng nó rồi vô đi theo chiều người ta. Họ cứ không chịu, bay bay không trong nó ào. Dở dây thì vô, dở dây thì vô. Chẳng hoài cả cái ngõ, em cũng bó tay. Họ bước lên vậy á. Có khi thì nếu mà liên số mà đông quá thì đi tất nhiên là phải dậm lên rồi. Cái điện ủi tới vài gì tất nhiên là nếu mà trường hợp mà dậm lên hoa thì cũng... Những tấm bảng vui lòng không xả rác, vui lòng không xâm hại mảng xanh, bị xô ngã nằm chỏng chơ. Không ít người Sài Gòn đau lòng, xấu hổ khi chứng kiến hiện tượng này. Dường như sau 40 năm dưới chế độ Cộng sản, người Sài Gòn đã mất đi phần nào đó tính cách hào sản của mình. Từ Sài Gòn, phóng sự của SBTN do nhóm phóng viên Việt Nam Right Now thực hiện. Đây là đài truyền hình SBTN, Kim Nhung và Ngọc Lan Thanh xin kính chào quý vị đến với phần tin tức của chúng tôi. Trước khi bước vào chi tiết, chúng tôi cũng có xin lời chúc quý vị là vì hôm nay vẫn còn là mùng 3 Tết. Dạ, thì Kim Nhung em có gì chúc đến khán giả vui vui đó. Dạ, thì có những cái câu chúc thường ngày chúng ta vẫn chúc. Thứ nhất đó là sức khỏe. Cho nên là lời đầu tiên thì Kim Nhung xin gửi tới cho tất cả quý khán thính giả, đây là Kim Nhung sẽ đại diện luôn cho các anh em kỹ thuật. Là bởi vì các em kỹ thuật làm việc ở phía bên trong, thành ra không có dịp để chúc cho tất cả quý khán thính giả trong ngày đầu năm. Thì chúc cho quý vị được một sức khỏe tốt. Và thứ hai là nếu những người nào có gia đình thì luôn luôn được hạnh phúc. Và các ông bà luôn vui vẻ và hạnh phúc, quây quần bên con cháu. Các em nhỏ thì học hành giỏi, thông minh, cũng như là sẽ có một tương lai sáng rực trước mắt. Và cái điều kế tiếp đó là không gì hơn bằng vạn sự như ý, tài lộc dồi dào. Hay quá. Kim Dung chúc cho từ em bé cho lên người lớn tuổi, tất cả mọi người đều có. Còn riêng Ngọc Đăng Thanh thì xin kính chúc cho quý vị được vạn sự như ý, rồi vạn sự cát tường, tất cả đều là vạn vạn hết, tất cả là nhiều. Và lúc nào quý vị hãy thương mến SBTN và hãy giữ chương trình cũng như hãy giới thiệu với tất cả mọi người đến với SBTN của chúng tôi. Nhất là năm mới này thì chúng tôi hứa rằng sẽ có những cái chương trình rất là hay để đem đến cho quý khán thính giả thưởng ngoạn mà không có phải là buồn chán khi mà đến với chương trình của SBTN. Riêng Kim Nhung sẽ có những câu chúc rất là đặc biệt cho Ngọc Đăng Thanh, nhưng mà chắc có lẽ là để dành đến tin buổi chiều. Cảm ơn Ngọc Đăng Thanh. Cảm ơn Kim Nhung chứ. Dạ. Và bây giờ thì mời quý vị theo dõi những bản tin chính. Madonna vẫn chưa chinh phục được thị trường Việt Nam. Người phụ nữ Hoa Kỳ bị bắt giữ vì tội giết chồng được phóng thích ở Costa Rica. Trong khi đó thì iPhone bị đánh cắp ở New York xuất hiện ở Trung Quốc. Và một cầu thủ đá banh nhận tội giết chết trọng tài. Mở đầu mời quý vị theo dõi bản tin Tổng thống Barack Obama có thể thăm Việt Nam vào cuối năm 2015. Kim Nhung sẽ trình bày chi tiết như sau. Thưa quý vị, năm 2015 là năm đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Ông Murray Hybert là nhà nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn cho biết đây là năm lý tưởng cho chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama nhân dịp ông có mặt tại Đông Nam Á tham dự các cuộc họp thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, hay gọi tắt là APEC, tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Malaysia. Ông Barack Obama đã công du nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và chuyến công du Việt Nam nếu có sẽ mang nhiều thông điệp quan trọng giúp mở rộng mối quan hệ giữa Hà Nội với Washington. Nếu hiệp ước hợp tác thương mại Liên Thái Bình Dương hay TPP được hoàn tất trong nửa đầu năm nay thì Tổng thống Barack Obama sẽ có lợi thế quan trọng khi công du Á Châu vào cuối năm.
Thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã lên được 35 tỷ Mỹ kim trong năm ngoái, chiếm 22% tổng thương mại Hoa Kỳ với khối ASEAN và làm Việt Nam trở thành nước cung cấp lớn nhất trong khối ASEAN cho thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo ước tính của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, nếu đàm phán TPP hoàn tất để Việt Nam trở thành thành viên của hiệp ước này, thì thương mại song phương sẽ tăng lên 57 tỷ Mỹ kim vào năm 2020. Thưa quý vị, theo ông Hybert, Hoa Kỳ cũng đang tìm cách để tổ chức hòa bình Peace Corps được phép hoạt động ở Việt Nam, và hai bên cũng đã bàn tới việc thành lập Đại học Fulbright ở Việt Nam, một trường đại học độc lập kiểu Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam có quyền tự do quyết định chương trình giáo dục và tuyển lựa giảng viên. Đây là kế hoạch có lợi cho nền giáo dục cần được hỗ trợ của Việt Nam. Một vấn đề khác nữa là Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ông Hybert nghĩ rằng trước chuyến thăm của ông của Tổng thống Barack Obama và cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho chuyến đi được diễn ra, sẽ có những cuộc thảo luận giữa đôi bên về nhân quyền, về tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền trong các mối quan hệ của Hoa Kỳ với các nước. Tin tiếp theo cho biết McDonald's vẫn chưa chinh phục được thị trường Việt Nam. Tin Sài Gòn. Sau một năm gia nhập vào thị trường Việt Nam với 4 cửa hàng mới khai trương thì McDonald's vẫn chưa thể thu về những thành công như mong đợi. Lúc cửa hàng McDonald's đầu tiên khai trương tại Sài Gòn thì người tiêu dùng đã khá háo hức. Những ngày đầu tiên của cửa hàng McDonald's luôn ở trong cảnh chật cứng khách. Nhiều người sẵn sàng đứng chờ cả giờ đồng hồ để thưởng thức món ăn nhanh được coi là biểu tượng của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến Việt Nam. Tuy nhiên, sự tò mò hay là háo hức đã lắng xuống rất nhanh, và đến nay khi đã có đến 4 cửa hàng được mở thì McDonald's cũng cần có những bước tiến xa hơn để có thể cạnh tranh với nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh trên thị trường với những món ăn truyền thống. Doanh số của các nhà hàng đồ ăn nhanh lớn nhất thế giới đã giảm 4.6% trong tháng 11 năm 2014. Đây là mức giảm mạnh nhất từ tháng 6 năm 2001 và cũng là tháng không tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của công ty. Khách hàng ở Việt Nam không thể chi một bữa ăn hamburger có giá gấp 3 lần một tô phở. Và lại thịt bò mâm khoai tây chiên vốn không phải là món ăn quen thuộc, có thể sử dụng hàng ngày của người Việt. Tuy vậy, lượng tiêu thụ của McDonald's tại Việt Nam trong năm đầu gia nhập thị trường cũng không quá tệ. Ba cửa hàng của McDonald's tại Sài Gòn đã bán hơn 1 triệu cái hamburger từ tháng 2 cho đến tháng 12 năm 2014. Trên 65% khách hàng Việt Nam của McDonald's ở độ tuổi dưới 35, và đây chính là nhóm khách hàng mà McDonald's hướng tới. Vấn đề là họ phải tạo ra một điểm đến cuối tuần cho các gia đình Việt Nam là điều đi đôi với sách lược của công ty ở những nơi khác. Tuy nhiên, ông Son Ngô là tổng giám đốc công ty tham vấn VF Franchise cho biết McDonald's đang tính nước cờ lâu dài ở Việt Nam với dự tính mở thêm 100 cửa hàng trong 10 năm tới. Tin về doanh nhân lớn ở Việt Nam đua nhau thu mua các bến cảng. Thưa quý vị, năm 2015 được dự đoán là năm diễn ra nhiều thương vụ mua bán bến cảng Việt Nam, mà bên mua là rất nhiều ông chủ của các doanh nghiệp tư nhân lớn. Đầu tháng này, ông chủ của câu lạc bộ Túc Cầu TNT Hà Nội đã gửi nhiều văn bản cho Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ đề nghị mua lại toàn bộ số cổ phần mà nhà nước đang nắm giữ, vốn ít nhất là 23 triệu Mỹ Kim, tương đương 98% vốn nhà nước đang nắm giữ. Và cuối năm 2014 là những thủ tục cuối cùng về việc chuyển giao bến cảng Nha Trang từ tay Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hay Vinalines về cho địa phương là tỉnh Khánh Hòa cũng đã hoàn tất. Thương vụ này giúp cho Vinalines thu về gần 4 triệu Mỹ Kim, song bên trả tiền không phải tỉnh Khánh Hòa mà là một doanh nghiệp bất động sản lớn bậc nhất Việt Nam. Để các nhà đầu tư đổ dồn sự quan tâm trở lại vào lĩnh vực bến cảng sau một mùa đề nghị công chúng sơ khởi hay IPO bết bát trong nửa đầu năm 2014 cũng là điều dễ hiểu khi mà các cơ quan nhà nước thay đổi quan điểm về tỷ lệ cổ phần chi phối của họ trong lĩnh vực này. Đầu năm 2013, khi phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa của Vinalines, nhà nước Việt Nam chủ trương vẫn nắm trên 51% cổ phần tại đa phần bến cảng, trong đó 7 cảng lớn thì tỷ lệ này vẫn lên đến 75%. Thế nhưng đến cuối năm 2014, ngoại trừ một số hải cảng lớn là Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, tỷ lệ vốn nhà nước vẫn trên 51%, còn lại dù có tầm vóc không nhỏ và vị trí đắc địa như cảng Quảng Ninh, chính phủ cũng sẵn sàng giảm hết cổ phần để mời gọi tư nhân đầu tư. Ông Bộ trưởng Đinh La Thăng tin rằng một khi nhà nước rút bớt và để tư nhân có nhiều quyền hơn với các bến cảng, thì sẽ thổi vào đó một luồng gió mới về quản trị doanh nghiệp, thì chắc chắn năm tới ngành bến cảng sẽ tăng trưởng vượt xa con số năm qua mũi tên nhà nước Cộng sản Việt Nam bắn ra đang tỏa đi nhiều đích.
Tin tiếp theo, nghiên cứu mô hình metro của Nhật Bản áp dụng tại Sài Gòn. Vẫn tin từ Sài Gòn, Ban Quản trị Đường sắt Đô thị Sài Gòn vừa vận chuyển một mô hình đầu tàu metro từ Nhật Bản về Việt Nam nghiên cứu và đồng thời tổ chức lấy ý kiến của người dân và giới chức thành phố để thiết kế tuyến tàu điện ngầm và đề nghị hãng chế tạo theo yêu cầu chuẩn bị hoạt động vào năm 2020. Mô hình đầu tàu metro có màu xanh da trời, đầu máy được bo tròn về phía dưới làm nổi bật hình dáng ba chiều. Đường cong lớn hơn được thêm vào phần đèn tạo tính hài hòa và năng động của đoàn tàu. Tuyến metro số 1 chạy từ trung tâm khu vực thương mại của thành phố đi qua sông Sài Gòn, qua quận 2 và khu vực phía đông. Với hệ thống tàu điện này thì các hoạt động đi lại thường ngày giữa khu vực đô thị và ngoại ô sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, nhà thầu thực hiện chương trình sẽ mua sắm thiết bị điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo trì của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên. Mong muốn thiết kế đầu máy toa xe của tuyến metro này sẽ trở thành một nét đặc biệt cho việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía đông Sài Gòn. Tàu được Nhật thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Ở trên tàu không có nhân viên phục vụ, chi phí lên tàu được thu ngay từ cửa kiểm soát của nhà ga. Và dự kiến thì đoàn tàu metro đầu tiên sẽ được đưa từ Nhật Bản về Việt Nam vào cuối năm 2016. Sau đó, 16 đoàn tàu khác cũng được đưa về để đưa vào hoạt động trên tuyến đường metro số 1 vào năm 2020. Để hoạt động và bảo trì cho toàn tuyến metro số 1, khoảng 400 nhân viên kỹ sư sẽ được đào tạo. Vẫn trong nguồn tin từ Việt Nam liên quan đến nhậu nhẹt đã khiến tai nạn giao thông trong dịp Tết gia tăng. Thưa quý vị, chỉ 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước đã xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm 164 người thiệt mạng. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vào ngày Tết, tình trạng vi phạm quy định về nồng độ rượu, vi phạm tốc độ khi lái xe, khi đội mũ bảo hiểm, khi đi xe máy vẫn tăng cao. Đáng quan tâm là nguyên nhân chính yếu của các vụ tai nạn giao thông nói trên xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện đã sử dụng bia, rượu, đồ uống có alcohol trước khi lái xe. Đơn cử 33 vụ tai nạn do rượu chiếm tới 38.8% tổng số tai nạn. Còn số liệu tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy là số người bị tai nạn giao thông phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong dịp Tết Ất Mùi này không hề giảm. Hầu hết những người đã phải đưa vào Bệnh viện Việt Đức đều ở tình trạng rất nặng như là chấn thương sọ não, gãy đùi, cụt tay, vỡ hàm mặt, dập nội tạng, đa chấn thương. Và thưa quý vị, báo cáo mới đây của Bộ Công Thương cho biết là sản lượng bia các loại trong tháng 1 năm 2015 ước tính là khoảng 261 triệu 400 ngàn lít, tăng 4.4% so với cùng thời gian trong năm ngoái. Rượu cũng là một mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Chỉ tính riêng rượu thì Hà Nội đã chuẩn bị khoảng 2 triệu 800 ngàn lít để phục vụ cho nhu cầu dịp Tết. Ủy ban An toàn Giao thông đã xác nhận là chỉ sau 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì tai nạn giao thông có giảm đi 14 vụ và số người bị thương cũng ít đi 76 vụ so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2014, nhưng số người chết lại tăng thêm 29 người. Người dân trong vùng đại thủ phủ Toronto rộn ràng tập trung về các giáo đường, mái chùa trong thành phố để đón giao thừa Ất Mùi với áo quần súng xính chuẩn bị mừng Tết đến, mặt mày hớn hở, rộn rã đón xuân sang. Giao thừa năm 2015 đã đến vào đêm thứ tư 18 tháng 2 vừa qua, một ngày thời tiết lạnh giá và tuyết rơi trắng xóa lưng trời. Dù vậy, các Phật tử và giáo đường vẫn đông người tham dự. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Xuân đến từ quê nhà. Đúng 10 giờ 30 phút, đoàn lân chùa Pháp Vân đã múa lân mừng năm mới. Múa lân mừng Tết, đón xuân là một tiết mục vui nhộn không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về. Ngoài việc mang lại không khí vui nhộn đặc sắc
bởi các bài múa thì múa lân dịp Tết còn mang ý nghĩa báo hiệu điều an lành, hạnh phúc, điều may mắn sẽ đến với gia chủ trong năm. Những chú lân với đủ màu sắc sặc sỡ kết hợp với tiếng trống giòn giã, tiếng sập sọ vang vang làm cho không khí Tết trở nên sôi động hơn, vui nhộn hơn và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, đưa mọi người trở về với những nét đẹp cổ truyền của dân tộc, mang đến cho đêm giao thừa một khung cảnh tựa như ngày Tết ở quê nhà. Chào anh Thành, anh có thể nào giới thiệu đoàn lân với khán giả? Và trong đoàn lân thì em thấy các bác còn rất là nhỏ, như vậy khi mà tập luyện có những cái khó khăn gì không? Khi mà tập luyện thì thú thật trước khi trả lời cái lời nói hỏi của cô thì tôi cũng xin trả lời là trước thềm năm mới tôi xin kính chúc đài một năm mới, tất cả các anh chị đều dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Thì trong cái quá trình mà tập luyện thú thật mà nói thì rất là cực, nhưng chúng tôi rất là cố gắng, bởi vì đây là những cái mầm mống mà các em sau này sẽ trở nên những đứa thiếu niên mà nó có thể chơi thể thao về vấn đề lân sư rồng. Một năm qua thì thú thật một tuần tập 2 ngày thì tôi thấy một ngày chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà các em rất là cố gắng. Cái thời gian thì các em đành rằng là bên ngoài bây giờ thời tiết nó rất là lạnh, cái mùa đông nó rất là lạnh, nhưng các em vẫn đến tập đều, nhất là các em quanh vũ nam của gia đình Phật tử Pháp Vân, cộng với các em quanh vũ nhỏ hơn nữa của gia đình Phật tử Pháp Vân. Để trả lời những cái câu hỏi của cô đó thì một cái lời mà đáng nhắc nhở đến là xin thành thật cảm ơn quý thầy đã cho đoàn lân của gia đình Phật tử Pháp Vân được vận hành trong cái thời gian mà các em nó rất là yêu mến. Thì trước thềm năm mới xin thay mặt cho đoàn lân gia đình Phật tử Pháp Vân thì cảm ơn bổn đài của quý anh chị. Trong bài đạo từ đầu năm phát biểu trước Phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Hòa, chánh trụ trì đã đề cập đến việc cần thiết phải gìn giữ gia tài văn hóa, nề nếp gia đình, đạo lý của cha ông và những giá trị tinh thần đã làm nên tư cách và phẩm giá của người Việt Nam. Dạ thưa thầy, nhân hôm nay là ngày giao thừa thì thầy có thể nào cho quý khán giả được biết là ý nghĩa của ngày giao thừa là gì? Dạ, giao thừa tức là cái sự giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Thì theo thông lệ của tổ tiên ông bà chúng ta thì để đón chào một năm mới thì đúng vào cái giờ khắc thiêng liêng nhất của một năm, đó là 0 giờ, thì tổ chức cái lễ mừng đón giao thừa, tức là đêm trừ tịch. Chùa Pháp Vân thì năm nào cũng vậy, cũng đúng 0 giờ là cử hành lễ, chỉ còn có 30 phút nữa là đến giây phút thiêng liêng đó, trong giây phút quan trọng để đón chào một năm mới. Dạ, nhân dịp năm mới thì xin thầy có gửi lời chúc xuân đến với tất cả khán giả đang xem đài. Dạ, xin qua ống kính của đài truyền hình SBTN, chúng tôi xin được thay mặt tất cả chư tôn đức tăng ở tại chùa cũng như quý Phật tử của đạo tràng Pháp Vân, xin trước hết là kính chúc đến tất cả chư tôn đức gần xa một năm mới phước trí nhị nghiêm, bồ đề quả mãn. Và xin kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, người Việt cũng như tất cả quý cơ quan truyền thông, báo chí, tất cả quý đồng hương, đồng bào Phật tử và các thân hữu xa gần, nhất là quý ân nhân đã ưu ái bảo trợ cho những sinh hoạt của Pháp Vân trong nhiều năm qua. Một năm mới thật nhiều an lành và hạnh phúc. Tết đến thì nhà nhà đều có trang trí những cái cành hoa mai hoặc là hoa đào qua sắc thắm để cho cái không khí của Tết được ấm cúng hơn. Và hoa mai là biểu tượng cho cái Tết của người miền Nam và hoa đào là biểu tượng cho cái Tết của người miền Bắc. Khi mà nhìn thấy những cái cánh mai vàng qua sắc thắm như vậy thì quý vị đã thấy cái không khí của Tết, của xuân năm Ất Mùi về chưa?
theo phong tục tập quán của người Việt Nam thì hàng năm cứ vào dịp năm mới thì người trẻ, người già, trai gái đều đến chùa, đến miếu lễ Phật, lễ Thánh để mà cầu bình an cho người thân và cho gia đình của mình và cho bản thân mình. Thì sau khi lễ Phật xong thì họ cũng muốn xin một quả sâm, một quả keo đầu năm mới để mà xem coi cái vận mệnh, cái vận hạn và tử vi của mình trong năm mới sẽ tốt xấu ra sao. Xa xứ bao năm tôi làm thuê, đêm nay giao thừa chưa về quê, chặn lòng tôi khóc, tôi khóc với bao nỗi buồn. Thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là Phật tử Nguyên Xuân, cô là một trong những thiện nguyện viên đã phụ trách gian hàng bán đồ chay. Dạ thưa cô có thể nào cho khán giả được biết là để chuẩn bị cho những cái món đồ ăn chay như thế này thì ban thiện nguyện viên, ban chay soạn đã chuẩn bị bao lâu và có bao nhiêu người đã giúp đỡ cho cái gian hàng này? Năm nay thì các bác người nào cũng già yếu hết rồi, thì còn khoảng 7-8 bác phụ trách, người thì lau lá, người thì làm nhân lo nếp. Còn những món mặn thì mỗi người một tay, thì cũng khoảng độ hơn 10 người súng nhau cùng về làm công quả mùa Tết để giúp chùa, trước là tạo dịp cho Phật tử ăn chay mấy ngày Tết, sau nữa là giúp cho thầy kiếm một chút xíu income để mà tu bổ chùa chiền. Dạ thì hôm nay là giao thừa của Tết Đinh Mùi, thì mỗi khi mà Tết về thì cô có nhớ lại những cái kỷ niệm hồi xưa ở Việt Nam hay không? Nhớ nhiều chứ. Nhớ kỷ niệm ở Việt Nam thì Tết đến thì ngồi gói bánh chưng, bánh tét rồi thổi lửa, rồi nhớ tới ngồi sáng đêm chờ nồi bánh tét ra. Thì bây giờ ở đây mình luộc bánh tét cho chùa, cái cảm tưởng nó cũng giống như vậy, cũng ngồi chờ, nhưng mà ở đây thì nôn nao hơn. Nôn nao tới Tết về chùa tổ chức lô tô đồ vui xuân, rồi Phật tử về rầm rầm mua đồ, thì nó mỗi nơi nó có một cái vui khác nhau. Thanh Tâm đã đi một vòng ở ngôi chùa Pháp Vân và đã đến bên trong của đằng sau sân khấu, hậu trường của sân khấu Giúp Xuân Văn Nghệ hôm nay. Và bên cạnh Thanh Tâm là nhạc sĩ Tuấn Tài. Dạ xin chào anh. Tuấn Tài xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Tuấn Tài cũng xin kính chào cô Thanh Tâm. Như mặc áo dài đẹp quá, I love it. Rất là mùa xuân. Dạ cảm ơn anh. Khi nãy em nghe anh hát một cái bài hát về mùa xuân rất là hay và rất là ngọt ngào. Và anh có thể nào cho biết là mỗi khi xuân về như vậy thì anh có nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa ở Việt Nam hay không? Nhớ chưa, nhớ rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà Tuấn Tài rời khỏi Việt Nam á, là lúc đó có 16 tuổi à. Nhưng mà nhớ chứ, nhớ là xuân về nè, được mẹ cho nấu, mẹ làm bánh tét cho ăn nè, mẹ kho thịt kho nè, rồi mẹ làm dưa cải chua cho ăn nè, rồi được ăn bánh, nhiều món ăn lắm, rồi được lì xì nè. Ôi thật là vui lắm. Tuấn Tài xin mến chúc khán giả của đài SBTN một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, chúng tôi đã có duyên gặp nhạc sĩ Lý Kiến Trung ngay trên chánh điện của chùa Pháp Vân. Dạ, xin chào nhạc sĩ. Chào quý vị khán giả. Thì hôm nay tới đây thì thấy đông đủ, rất là vui luôn. Bạn bè gặp đây, gặp gỡ đây nhiều lắm. Mà đồng bào ở đây cũng rất là đông. Thì một năm có một ngày mọi người tới đây để gặp gỡ, để làm lễ Phật, để đón giao thừa. Nói chung là muốn ôn lại những cái kỷ niệm ở quê nhà của mình tại nơi đây. Dạ, ở mỗi năm thì ở chùa Pháp Vân thì rất là đông và vui. Tại vì mỗi năm chị ở lại đây chị cũng phải làm giúp cho chùa một ngày. Làm cái gì thì làm, nhưng mà cái ngày này cũng phải tới. Thì tới chùa một ngày xuân thì lúc nào cũng đông vui vẻ. Thì mọi người dọn về đây. Thì nói chung ra thì một năm có một lần tất cả bà con để về đây để sum họp, để hái lộc đầu năm và để chúc Tết với nhau. Cái đó là mỗi năm chị đều ở lại, chị lại chùa Pháp Vân. Bây giờ là 11:59, chỉ còn một phút nữa thôi là đến cái giờ giây phút thiêng liêng nhất trong năm, đó là giây phút giao thừa. Và chúng ta sẽ được dịp để mà lắng nghe cái tiếng nổ giòn tan trong giữa cái đêm đông lạnh lẽo như thế này, để mà có một chút không khí Tết của ngày xuân. Đêm giao thừa, khi dây pháo dài được treo lên và đốt nổ giòn rộn rã trước sân chùa vào lúc nửa đêm, thì đó cũng là giây phút thiêng liêng nhất tống cự nhân tâm, chào một năm mới chứa chan bao niềm hy vọng. Nhớ Tết xưa giao thừa vang tiếng pháo, rộn ràng vui thôn xóm đón xuân về. Mai đào cúc hồng tươi khoe sắc thắm, trẻ vui tươi mừng tuổi chúc ngày xuân.
tiếng pháo đi đùng mừng xuân rộ lên từng tràng, vang lên khiến không gian như bay bổng, như minh chứng cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Những kẻ tha phương trực chạnh lòng hướng tâm tư về quê cha đất tổ, tất cả cùng hòa chung một niềm vui và trân trọng trong trang phục mới nhất, thắp nén hương nguyện cầu một năm mới bình an, hạnh phúc, thành công, may mắn và tươi vui. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Đó là chương trình tin tức và phóng sự từ Texas. Mở đầu là những hình ảnh đón xuân từ thành phố Austin. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Truyền hình SBTN Texas. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình của SBTN. Thưa quý vị, Xuân Trang hiện đang có mặt ở khuôn viên của nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam tại Austin, Texas. Và ở đây hôm nay cũng có hội xuân Ất Mùi do Giáo xứ của Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam ở tại Austin, Texas tổ chức. Và Xuân Trang xin mời quý vị hãy cùng với Xuân Trang tham dự hội xuân Ất Mùi ở tại nơi đây quý vị nhé. Xin mời quý vị. Như thông lệ hàng năm, sau khóa lễ thì mọi người lần lượt tập trung về khuôn viên giáo xứ để tham dự hội xuân và đón mừng năm mới. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Austin, Đức Ông Chánh xứ và các thầy sơ của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin, Texas. Đồng thời có hơn 1.000 giáo dân và đồng hương quan khách đến tham dự. Kính chào mừng quý quan sát và quý vị đến mừng hội mừng xuân với Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xuân rầm rộ như ở quê hương, nhưng trong phạm vi mà chúng ta có thể được, chúng ta người cộng đồng Việt Nam hải ngoại và đặc biệt là Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Austin vẫn gắng sức giữ truyền thống của người Việt ở hải ngoại, cùng nhau đón xuân ăn Tết. Sau phần mở đầu của MC là nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm hết sức là trang nghiêm. Sau lễ chào quốc kỳ là phần chúc sức khỏe đến Đức Giám mục, Đức Ông và các thầy cô trong giáo xứ. Ất Mùi tràn đầy hạnh phúc, khang an thịnh đạt và nhất là kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe để phục vụ cộng đoàn dân chúa. Phần đốt pháo mỗi lần hết sức vui nhộn,
mọi người tranh nhau cho Lân ăn những phong bì đỏ thắm làm quà lì xì hàng năm cho đội Lân của giáo xứ. Phần văn nghệ cũng có nhiều màu sắc dân gian với các vũ điệu quê hương, dân ca và những bài hát xuân do các em trong giáo xứ phụ trách. Cũng như mọi năm, hội xuân năm nay cũng có những gian hàng thực phẩm, quà lưu niệm và các gian hàng trò chơi cho các em thiếu nhi mua vui đầu năm. Trong dịp này, ban tổ chức hội xuân cũng như một vài vị khách tham dự cho Xuân Trang biết cảm nghĩ về hội xuân năm nay như sau. Kính thưa quý vị, bên cạnh của chúng tôi là anh Nguyễn Đà, người đại diện cho hội đồng mục vụ của nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở tại Austin, Texas. Xin anh có vài lời chúc Tết đến mọi người ạ. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn SBTN đã tới giáo xứ của chúng tôi để mà ghi lại những cái hình ảnh vào một Tết Ất Mùi. Và chúng tôi cũng xin chúc khán giả của đài SBTN một năm mới Ất Mùi an khang thịnh vượng, và đặc biệt là đồng hương ở Austin. Xin chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và xin cảm ơn SBTN. Và cũng vậy, nhân dịp năm mới, Xuân Trang xin chúc cho anh nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn SBTN. Dạ, thank you. Và... cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, Xuân Trang thấy có những khuôn mặt rất là thân quen với lại giáo xứ của nhà thờ ở tại Austin. Xin chào các anh. Dạ, chào chị. Chào chị. Các anh đi hội xuân năm nay có vui hay không? Rất là vui. Rất là vui. Rất là vui. Các anh có cảm nghĩ gì về hội xuân ở nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo năm nay ở đây? Giáo xứ hôm nay tổ chức rất là long trọng. Thấy rất là vui. Nhà thờ cũng như là chùa chúng ta có những cái ngày lễ truyền thống của dân tộc rất là ý nghĩa, để cho con em của chúng ta tiếp tục những cái truyền thống tốt đó. Cảm ơn anh. Còn anh? Thấy năm này ai cũng vui vẻ, ca nhiều, đông, giúp nhà thờ nhiều, được vui vẻ cho hết mọi cả nơi. Chúc mừng hết mọi người, chúc mừng năm mới. Anh à? Tôi rất là vui, nhộn nhịp, đồ ăn rất là ngon, ban nhạc, đồ chơi rất là vui vẻ. Happy New Year. Sẵn ở đây Xuân Trang xin chúc các anh một năm mới thật nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Dạ, xin cảm ơn chị và chúc đài luôn luôn thành công. Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị. Con nói Happy New Year nha. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Xin bác cho con xin cảm nghĩ của bác về hội xuân năm nay ở tại giáo xứ cơ, thưa bác. Năm nay là năm đặc biệt đông người nhất mà cũng là rất là hay trong trong cái này. Tổ chức lớn đó. Nhưng mà sợ là trời mưa sớm. Nhưng mà bữa nay là khí hậu rất là tốt. Dạ con bác. Cảm ơn, chào cô. Thưa bác, bác có vài lời với quý khán giả của SBTN không thưa bác? Đầu tiên là tôi cũng chúc năm mới cho cái cộng đồng Việt Nam mình luôn luôn khỏe mạnh. Phục vụ cộng đồng Việt Nam mình. Cảm ơn bác. Năm mới con chúc bác dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Trước hết là chào anh chị và xin chào đến tất cả mọi người của đài SBTN. Thì Tết cộng đồng ở đây thì nói nôm na là giữ truyền cái văn hóa của người Việt ở đây thì rất là vui chị. Và mỗi một năm thì giáo xứ tổ chức như thế này thì quy tụ lại tất cả mọi người và những người đồng hương chung quanh đây, không có phân biệt tôn giáo. Đây tất cả các mọi người trong gia đình đây đi lễ xong rồi ra đây và đi hội chợ rất là vui. Anh cho Xuân Trang hỏi là gia đình mình có SBTN ở nhà không thưa anh? Dạ thưa chị, có, và cũng muốn có cái đó để cho trước hết là mẹ em rồi tất cả các cháu có cái đài người Việt mình coi rất là tốt và cũng là học hỏi được thêm nhiều tiếng Việt nữa. Vậy ở đài SBTN có chương trình nào mà anh thích nhất không? Rồi cũng coi như là có những cái chương trình mà của các đài FBTN đưa lên của các giáo xứ cũng như là những thánh lễ rất là mang lại rất là nhiều những cái niềm vui cho gia đình. Okay, chúc gia đình một năm mới đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Vâng, tôi cũng vậy nhé. Tôi xin đại diện cho gia đình chúc, trước hết là chúc đến anh chị và chúc đến toàn thể quý vị của đang coi đài SBTN mọi người mạnh khỏe và một năm mới thật nhiều may mắn. Vâng anh. Chị Hiệp. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi phần tường trình của Xuân Trang về hội xuân ấp mùi ở tại nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Austin, Texas. Xuân Trang xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Xuân Trang xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý khán giả đã giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng trở lại với phần cuối của ngày hôm nay, đó là chương trình tin tức và phóng sự với những hình ảnh đón xuân tại thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Trọng, thông tin viên của đài SBTN Texas từ San Antonio. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự cát tường. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trước khuôn viên của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hôm nay tại cộng đồng San Antonio, chúng tôi được biết có 3 cơ sở tôn giáo tổ chức Tết là Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chùa Bảo Quang và Hội Thánh Tin Lành. Và hiện nay anh em chúng tôi đang đến để tham dự cái Tết của các đồng bào giáo dân tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị vào bên phía trong của sân khấu để chúng ta được tiếp xúc với các vị giáo dân đang tham dự thánh lễ và tham dự ngày tổ chức Tết trong ngày hôm nay. Thank you.
người bên cạnh và chúc Happy New Year. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là cha sở của nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam tại San Antonio. Thưa cha, chúng con đến đây tham dự lễ, chúng con rất là mừng là tại vì rất là đông, mặc dù là đúng cái giờ này bên chùa cũng tổ chức lễ. Thưa cha, theo cha biết thì hôm nay là giáo dân của mình với lại rất nhiều khách đến tham dự ngày hôm nay, tình hình thế nào thưa cha? Tình hình thì lúc đầu thì tưởng là trời mưa nhưng mà cuối cùng là rất là đông người đến, rất là mừng, rất là vui.
Đúng rồi, sáng nay con thấy mưa, con thấy hơi lo, nhưng mà lúc bắt đầu lễ là thấy trời tạnh, mà bắt đầu mặt trời có vẻ lên dần dần. Như vậy là hôm nay mình sẽ tổ chức cho đến mấy giờ thưa cha? Để tổ chức đến 5 giờ chiều là hết rồi. Vâng. Vậy hôm nay con nghe nói là cha mời các ca sĩ chuyên nghiệp về để mà cống hiến cái chương trình văn nghệ trong ngày hôm nay. Thưa cha, có thể cha giới thiệu về ban nhạc với lại các ca sĩ của ngày hôm nay không? Dạ, ban nhạc Quang Trường Sơn và ca sĩ mà ca sĩ Hạ Vi và Ngọc An Vi giờ đang hát bây giờ. Vâng. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh đứng ở trong sân của Giáo đường Các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà tổ chức ngoài trời mà chúng thấy ấy đông đảo như ngày hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, người đứng bên cạnh chúng tôi đó là anh Dũng Phan, là chủ tịch của Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam tại đây. Anh cũng là trưởng ban tổ chức của ngày lễ hôm nay. Thưa anh Dũng, lúc mà sáng trọng thấy trời mưa trọng cũng lo, mà trọng biết là các anh em đã xây dựng cái rạp này là cả từ hôm thứ sáu thứ bảy. Thưa anh có thể nói sơ sơ về cái việc tổ chức Tết năm nay không ạ? Dạ thì năm nay là mình biết trời mưa, dạ. Mình đoán là trời mưa bởi vì năm nào cũng mưa hết, dạ, dạ. Thành ra cho nên 3-4 ngày nay là mình chuẩn bị rồi, dạ. Và rất nhiều anh em xây dựng cái này cho nên hôm nay thời tiết tuy xấu, dạ. Nhưng mà rất là thành công, dạ. Tại, dạ, vì mọi người ủng hộ và vui vẻ hôm nay, dạ. Như trọng biết là ngày hôm nay không là có 3 cơ sở tôn giáo tổ chức Tết cùng ngày hôm nay. Mà khi mà trọng tới đây mà thấy quý vị đến đây đông đảo như vậy, trọng biết là đây là một cái việc làm rất là thành công của giáo xứ. Thưa anh có một cái lời gì để mà chúc Tết quý thánh giả của đài SBTN? Dạ thì nhân đầu năm mới Ất Mùi thì Dũng có lời xin là chúc tất cả mọi người và SBTN và toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý anh. Cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, that's good. Chào anh, xin cho anh biết quý danh. Dạ, thưa anh Trọng, tôi tên Lưu Đức Dũng, từ là người ở thành phố này. Dạ. Thưa anh, biết là anh không phải là giáo viên của giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam ở đây. Thưa anh, lý do nào mà anh đến đây để tham dự ngày vui ở đây? Dạ. Thưa anh, là để giữ gìn cái văn hóa người Việt Nam ở nước ngoài. Dạ. Tôi cũng là một người Việt Nam và rất là yêu ngôn người Việt Nam. Dạ. Thành ra mỗi năm ở Hội Thánh ở nhà thờ ở đây có chương trình của người Việt, tôi để đến tham dự. Đó là cái tinh thần người văn hóa và Việt Nam. Dạ. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Hy vọng là mấy năm tới anh vẫn tiếp tục tới đây để mà tham dự với đồng bào tôn giáo ở đây. Dạ, chắc chắn. Dạ, điều đó chắc chắn. Dạ. Anh có cái gì để nhắn với khán thính giả của đài SBTN? Dạ, dạ, kính thưa quý khán giả đài SBTN, nhân dịp năm mới chúng tôi xin chúc quý vị một năm được an khang và thịnh vượng, đầy đầy sức khỏe. Dạ, xin chào. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Dạ. Dạ. Hello, what is your name? My name is Anthony Phương. Anthony Phương. Yeah. What is this fundraising activity you have back there? This is a fundraising for our Thiếu Nhi Thánh Thể. Yeah, for our church also. Okay. Yeah. How much money you raised so far? Good amount. I'm not. Yeah. I don't know about thousand, but a lot of money. Oh, that's great. Congratulations. Yeah, thank you. All right. You want to say something out there for SBTN audience? Chúc mừng năm mới, everybody. All right. Thank you. Kính thưa quý vị, đó là kết thúc chương trình Tết tại Giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị. Quý khán giả vừa theo dõi những hình ảnh đón xuân trên khắp các thành phố của tiểu bang Texas. Và phần này đã kết thúc cho chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý khán giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa xuân an khang và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bích Phượng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày mùng 2 Tết, năm Ất Mùi. Kính thưa quý vị, chương trình phát hình những vấn đề của chúng ta của bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin phép gửi đến quý vị những lời chúc Tết cùng phóng sự hội Tết năm Ất Mùi tại vùng Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang lân cận. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi có mặt tại kỳ đài của cộng đồng người Việt ở tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta đang ở một cái nhiệt độ rất là lạnh và chúng tôi nghĩ rằng là cái buổi lễ chào cờ hôm nay nó đánh dấu một cái nghi thức rất là trang trọng, nói lên được cái tấm tình của người tị nạn đối với đất nước của họ. Cho dù có như thế nào đi nữa, cho dù lạnh,
cái trách nhiệm của những người mà luôn luôn nghĩ tới đất nước và tổ quốc hiện nay của họ là biểu tượng là lá cờ. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta có được một cái buổi lễ chào cờ đầu năm vào cái ngày mùng 1 Tết như vậy á là một cái gì đó thiêng liêng. Và sau đây là bài tường thuật của chúng tôi. Chào cờ đầu năm là một nghi thức quan trọng hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán của cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô Hà Tĩnh Đốn. Theo truyền thống, vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 1 Tết, người Việt tị nạn cộng sản tại thủ đô Hoa Kỳ đến tề tụ đông đảo tại khuôn viên kỳ đài Eden Center để trang nghiêm hát quốc ca, chào cờ đầu năm, cho dù một ngày tuyết giá hay mưa bão. Họ hân hoan đến để chứng kiến quang cảnh diễn hành rước quốc quân kỳ, nghi thức nhận cờ mới từ hai vị chủ tịch cộng đồng Việt Nam và chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô. Chúng tôi năm nay ghi nhận sự hiện diện của tiến sĩ Tạ Cư Hải, chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa là một sự cố gắng phi thường. Vì ông vừa mới qua cơn giải phẫu tim vào hôm thứ Hai và vừa mới xuất viện vào hôm thứ Ba ngày 17 tháng 2 năm 2015. Hai lá quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ được lộng gió bay trong nghi thức thượng kỳ của cái lạnh cắt giá trong gió buốt khắc nghiệt của một ngày mùa đông nơi xứ người. Và cũng chính nhờ cái cơn lạnh khắc nghiệt này, chúng ta mới thấy được tấm lòng của những người Việt quốc gia đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ và ngày lễ thượng kỳ rất quan trọng đối với họ. Trong số những cựu quân nhân trang nghiêm đứng hành lễ, chúng tôi ghi nhận quý vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo như Phật giáo Cao Đài, Công giáo và nhân sĩ của Phật giáo Hòa Hảo cũng có mặt để kính dâng lời cầu nguyện cho tổ tiên anh linh chiến sĩ nhân dịp đầu năm trong nghi thức của ngày chào cờ. Tuy giá rét, nhưng thành phần quan khách của cộng đồng Việt Nam đã có mặt đông đủ. Những vị khách ngoại quốc này có từ ông thị trưởng thành phố Phố Trước, bà cảnh sát trưởng Phố Trước, bà cảnh sát đặc trách các khu an ninh của quận Phe Phắc, ông phó giám đốc trung tâm Eden, đại diện của thượng nghị sĩ Mark Warner đã thay nhau chúc Tết cộng đồng Việt Nam. Kính thưa quý vị, về phía người Việt thì chúng tôi ghi nhận chỉ có hai vị chủ tịch cộng đồng Việt Nam Đoàn Hữu Định và ông tiến sĩ Tạ Cư Hải, chủ tịch Liên hội Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô Hà Tĩnh Đốn đọc diễn văn và ngỏ lời chúc Tết đầu năm. Trong thành phần hiện diện đông đảo, chúng tôi ghi nhận quý vị nhân sĩ cao tuổi đã hiện diện đông đủ. Đây là những thành phần nòng cốt đã từng đến với lại cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm qua. Và sự hiện diện của họ đã nói lên được sự quan tâm dài hạn, quan tâm có thể nói rằng từ thế hệ này qua tới thế hệ khác vẫn thấy những người như vậy ở dưới ngọn cờ của người Việt quốc gia kéo lên hàng năm ở tại khu Eden. Và chúng tôi còn có ghi sự ghi nhận đặc biệt nữa là những cái chiếc áo dài trong khu lễ đài. Những chiếc áo dài này là của quý vị phụ nữ thuộc gia đình cụ sĩ quan trừ bị Thủ Đức và những phụ nữ áo vàng vùng thủ đô. Những người này trong cái lạnh buốt giá đã mặc những chiếc áo dài truyền thống, cho thấy rằng chúng ta còn vẫn còn giữ tập tục và truyền thống của người Việt tị nạn. Và trong cái nghi thức thượng kỳ hoàn mãn tốt đẹp, chúng tôi còn có được sự ghi nhận là có múa rồng đốt pháo truyền thống đã được diễn ra và các con lân sau đó đã đi vào các hàng quán chúc Tết các thương gia, làm cho cái sinh hoạt của ngày mùng 1 Tết rất nhiều nhiều. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhân đây xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và có một ngày thật gần để mà chúng ta có lại đất nước của chúng ta, và đất nước của chúng ta không còn trong tay cộng sản nữa. Võ Thành Nhân xin được kính chào. Kính thưa quý vị, một lần nữa nhằm mục đích duy trì truyền thống văn hóa của người Việt tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt vùng Hampton Roads vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2015 nhằm vào ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ có tổ chức hội chợ Tết Mừng Xuân Ất Mùi tại Trung tâm Văn hóa Philippine Cultural Center ở Virginia Beach, Virginia. Và Hiền Duyên kính mời quý khán thính giả khắp nơi của đài truyền hình SBTN cùng theo dõi một số hình ảnh đã ghi nhận được sau đây. Trong không khí hân hoan náo nức đón xuân, niềm rộn ràng tràn ngập len lỏi từ trong nhà ra đến phố chợ. Và đây là lần thứ 10 mà cộng đồng Việt Nam vùng Hampton Roads tổ chức hội Tết, cùng với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần trong vùng, các vị đại diện cộng đoàn và những đóng góp nhiệt tình mọi năm của các hội đoàn, các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân, với những quầy thực phẩm đặc sản ba miền và sự ủng hộ của giới trẻ trong vùng để chương trình hội xuân thêm phần phong phú và đa dạng. Sau giây phút chào cờ, nghi lễ cung linh linh vị quốc tổ và tiền nhân đã chính thức khai mạc hội xuân Ất Mùi 2015.
hú lân, lì xì, xổ số cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất của ban tổ chức đã đưa mọi người nơi đây về với Tết quê hương. Chương trình mừng xuân năm nay được tổ chức với ban chấp hành mới của cộng đồng. Trong quá trình thay đổi ở nhân lực đã không làm chậm trễ đi sự chuẩn bị đón Tết, mà ban chấp hành mới đã hết sức nỗ lực cố gắng làm cho chương trình không kém phần đặc sắc qua nhiều tiết mục vũ khúc của các em nhỏ ở mọi lứa tuổi, từ nhà thờ cho đến chùa hay tập thể cá nhân, đơn ca, song ca, hợp ca và các ca sĩ địa phương ủng hộ. Vẫn đáng ghi nhận nhất là trong phần đơn ca hợp ca hai nhạc phẩm Việt Nam ơi và Triệu con tim của nhạc sĩ Trúc Hồ đã gây sự chú tâm và hưởng ứng rất mạnh mẽ của quý đồng hương cùng cất lên tiếng hát cho Việt Nam. Con thích coi chị múa. Mấy chị múa? Happy New Year, chúc mừng năm ơi. Mỗi năm con cũng tới đây hết. Con thiệt lòng thích tới Việt Nam. Những hình ảnh Hiền Duyên đang gửi đến quý vị khán thính giả chỉ là một phần rất nhỏ so với nỗ lực đóng góp mà các anh chị em trong cộng đồng Hampton Roads đã và đang làm. Chương trình Tết Ất Mùi đã nhấn mạnh lên sự đoàn kết, hy sinh phục vụ của tất cả mọi người, đồng thời nói rõ lên sự vững mạnh và cố gắng gìn giữ truyền thống văn hóa của người Việt Nam ở cộng đồng này. Hiền Duyên đặc biệt tường trình tại Hampton Roads, Virginia Beach, Virginia. Tại trường Jeff Su High School để tham dự hội chợ Tết năm Ất Mùi của cộng đồng Việt Nam. Thêm một ngày lạnh buốt da, khi trời thật là khắc nghiệt trừ 12 độ. Vì do cơn bão ập đến bất ngờ tối hôm qua, ngay ngày lễ tình yêu làm hội chợ Tết cộng đồng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chợ Tết Ất Mùi tưng bừng diễn ra tại Jeff Su High School. Mở đầu là phần chào quốc kỳ Mỹ Việt do các em hướng đạo Liên đoàn Hùng Vương phụ trách. Bầu không khí chào cờ thật trang nghiêm và rất là cảm động khi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ dấu yêu trên bàn thờ Tổ quốc. Không khí vui nhộn lên khi có hai chú lân và ông địa nhảy ra múa. Sáng nhảy cầm cao để được tiền lì xì, treo cao trên ngọn tre. Được người ta nhấc lên cao thì lân phải ráng nhảy cho hay, cho cao để được bao lì xì. Cộng đồng cũng lì xì cho các em nhỏ. Sau đây là lời chúc Tết của ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay, thay mặt cho cộng đồng Việt Nam của Washington DC, Maryland và Virginia, tôi xin được kính gửi đến tất cả quý đồng hương và quý khán giả của đài SBTN. Trước thềm năm mới, một cái năm Ất Mùi, thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và phúc lợi lúc nào cũng đến, thưa quý vị. Mong rằng là trong không khí Tết này, theo truyền đúng truyền thống chúng ta, ngoài vấn đề đoàn tụ sum họp với gia đình, chúng ta mong sao sớm có ngày về trở lại Việt Nam. Đó là tất cả những ước muốn mà tôi nghĩ rằng các đồng hương cũng đồng ý như vậy. Chợ Tết năm nay có sự tham dự của nhiều đoàn thể trong vùng. Trước nhất thì cho tôi được gửi lời chúc Tết Ất Mùi cho quý vị đồng hương và chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và được vạn sự như ý. Thưa chị Phượng, thì chúng tôi là hội VNUSPA, tức là Hội Ảnh Nghệ thuật Việt Mỹ. Chúng tôi đã thành lập được cách đây cỡ chừng 10 năm. Thì hội đã thành lập từ năm 1982 và vẫn theo truyền thống. Năm 1995 thì bắt đầu làm cho cái chợ Tết cho nghệ thuật Sam Giao Nghệ Xuân. Và sau đó là năm 2005 thì chúng tôi có cái chợ Tết về cái health fair vào mùa hè.
và cứ theo cái truyền thống đó, chúng tôi chủ trương Hội Y tế lúc nào cũng sát cánh sinh hoạt với cộng đồng. Thành ra là trong những cái ngày vui ngày hôm nay, tưng bừng không khí của Tết Ất Mùi 2015, Hội Y tế chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị đồng bào đồng hương, khán thính giả của đài truyền hình SBTN một năm hạnh phúc, thịnh vượng, an khang và thân tâm an lạc. Và cái câu chủ trương chúng tôi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lần đầu tiên tham gia Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ, trước nhất tôi cảm ơn bác sĩ Sáng đã ủng hộ giúp đỡ tôi nhiều, rồi tôi cũng đem cái y học đồng hương để giúp đỡ những bà con đồng hương. Lời chúc đồng hương mạnh giỏi, nhiều sức khỏe trong năm mới. Kính thưa quý vị, con tên là Ngọc Vi, con xin thay mặt các bạn trẻ của chương trình Tinh Hoa Nước Việt xin chúc các quý vị đồng bào một năm mới an khang thịnh vượng. Xin quý vị hãy tới Nova Annadale Campus vào tháng 3 ngày 1 cho chương trình Tết do Nhà Việt Nam tổ chức. Con cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình cổ nhạc Nguyễn Thanh Long, and chúc cộng đồng và mọi người, anh chị em, cô bác một năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Con chúc mọi người một năm mới vui vẻ. I just want to say chúc Tết cho mọi người. Chúng tôi đã là Liên đoàn Phong Châu. Chúng tôi xin chúc quý vị một năm mới Ất Mùi, an khang, thịnh vượng. Tôi xin nhân danh Tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, xin chúc quý khán thính giả của đài SBTN Washington một năm Ất Mùi được hoàn toàn ưng ý, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, và đặc biệt chúng ta có thể trông tới một ngày sáng lạng và đất nước quê hương sẽ còn lại được dân chủ và tự do. Bất hưởng tình trình từ Fortress và Chi Nha. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi những vấn đề của chúng ta. Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần phóng sự hội Tết năm Ất Mùi tại vùng Hoa Thịnh Đốn và các tiểu bang lân cận. Xin kính chào quý vị khán giả. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2015, để chào đón năm mới Ất Mùi, Tập hợp Đồng Tâm Sydney đã tổ chức buổi đón giao thừa tại nhà thờ Quốc Tổ với sự tham dự của rất đông đồng bào, cùng sự hiện diện của các đại diện ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales và nghị viên Trần Nhân. Là giờ phút thiêng liêng nhất. Sau đây, để mở đầu chương trình, xin mời toàn lân đồng thanh múa lân kính lễ Quốc Tổ và bậc tiền nhân, cũng như chúc lành đến tất cả quý vị có mặt trong đêm năm nay. Xin mời đoàn lân đồng thanh. Mở đầu buổi lễ với đoàn lân đồng thanh đã gây sự nô nức và thích thú cho mọi người với một không khí Tết dù đang sống xa quê hương. Sau đó, mọi người cùng bước vào nhà thờ Quốc Tổ để dự buổi lễ với những nghi thức thật long trọng và trang nghiêm. Kính lễ nhị vị tộc tổ. Kính lễ Đức Quốc Tổ. Kính lễ các đấng minh quân, văn thần, võ thánh, anh hùng, liệt nữ và hồn thiêng sông núi của Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015, nhằm 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ. Thank you.
Tiếp theo là những lời chúc Tết của ông Hồ Hiến Dương thay mặt ban tổ chức thuộc Tập hợp Đồng Tâm, ông Đào Tăng Dực thuộc lực lượng dân tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Tôi xin quý vị cùng với chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, lãnh thổ chúng ta được toàn vẹn, không bị lấn chiếm của Trung Cộng cũng giống như của các người bán nước trong sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Việt Nam. Phần phát lì xì với những bao màu vàng rực rỡ cho các em, các cháu đến tham dự. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ nhà thờ Quốc Tổ Sydney. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước thềm xuân Ất Mùi và nhân có mặt tại thành phố Greenville, Sacramento để cùng chung vui và hội Tết với đồng hương tại địa phương, tôi xin được thay mặt lực lượng dân tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trân trọng kính gửi đến quý đồng hương tại Greenville cũng như toàn thể đồng bào người Việt trong và ngoài nước một năm mới được vạn sự như ý, bình an, thắng lợi. Năm nay cũng đánh dấu 40 năm đất nước của chúng ta ngập chìm trong thảm họa đỏ. Tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực trong và ngoài nước, dân tộc chúng ta sẽ mau chóng đem lại sự thành công thắng lợi cho đất nước. Chúng tôi cũng xin thay mặt lực lượng dân tộc Cứu Nguy Tổ Quốc cảm tạ đồng hương ở khắp nơi đã yểm trợ cho chúng tôi trong 5 năm qua, và nhờ vậy chúng tôi đã thực hiện được bài phát thanh Đáp Lời Sông Núi phát thanh hơn 3 năm rưỡi, và mới đây chúng tôi đã hoàn thành phim Thảm họa đỏ của mặt trận Đảng Cộng sản Việt Nam. Và lần nữa chúng tôi xin thay mặt lực lượng và Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trân trọng cảm tạ sự giúp đỡ của đồng hương ở khắp nơi. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thưa tha. Chúng con là Võ Phương, xin thay mặt cho Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Greenville, xin kính chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúng con cũng không quên cảm ơn tới quý bác, quý anh chị và quý đồng hương ở Greenville, South Carolina đã luôn luôn gắn bó giúp đỡ cộng đồng chúng ta trong những thời gian qua. Và trong năm mới này, chúng con hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc với quý bác, quý anh chị và quý đồng hương ở Greenville để giúp cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Greenville một ngày càng lớn mạnh hơn. Chúc mừng năm mới! Trang Việt xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Gradico Center, thành phố Charlotte, North Carolina. Tại đây có tổ chức mừng xuân Ất Mùi năm 2015 do cộng đồng người Việt quốc gia và hội đoàn cùng tổ chức. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Mở đầu chương trình là lễ dân hương trước bàn thờ tổ tiên do các bô lão trong cộng đồng thực hiện. Kế tiếp là chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Sau phần nghi thức, ban hợp ca cộng đồng trình diễn hai ca khúc nhạc xuân để đem lại không khí Tết cho quý đồng hương sống nơi xứ người. Mừng anh năm
theo chương trình, ông Chủ tịch Cộng đồng Bình Phù lên chúc Tết đến các đồng hương và cảm ơn các hội đoàn, đoàn thể cùng với các mạnh thường quân đã giúp cho cộng đồng suốt năm qua. Quý đồng hương hiện diện hôm nay, kính thưa quý vị, hòa nhịp với bầu không khí tưng bừng đón xuân về của người Việt khắp nơi trên thế giới, cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte và vùng phụ cận hôm nay tổ chức lễ hội Tết cổ truyền mừng xuân Ất Mùi 2015. Thay mặt ban chấp hành, tôi xin kính chào quý vị và cảm ơn đến quý vị đã hiện diện hôm nay. Trước thềm năm mới, kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Kế tiếp là phần phát thưởng cho các em học sinh giỏi. Sau phần chúc Tết lại giới thiệu các quan khách đại diện cho chính quyền địa phương và các đại diện tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể. Sau phần nghi thức dân hương và chúc Tết, bà con đồng hương được thưởng thức một màn múa lân thật điêu luyện do các em trong gia đình Phật tử chùa Liên Hoa thực hiện. The blessings from the seniors. Đặc biệt năm nay cộng đồng có tổ chức thi trẻ em đẹp nhằm để cổ vũ, giúp cho các em hiểu biết về phong tục và hình ảnh áo dài Việt Nam. Quý đồng hương theo hò tán thưởng với những cái thơ này của các bé. Sao chịu? Cũng bên cạnh đó, quý đồng hương cũng được thưởng thức ca nhạc mừng xuân do các anh chị em trong cộng đồng phục vụ vui xuân này. Phá đợi bên đường sao bầu chẳng dừng chứng gì. Cũng trong buổi mừng xuân này, chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với một số đồng hương. Họ cho biết cảm nghĩ về ngày xuân nơi xứ người như sau. Dạ, em cũng rất là vui vì cộng đồng của người Việt của mình dù xa quê hương nhưng mà vẫn giữ được cái truyền thống dân tộc là tổ chức cái về Tết để cho các em nhỏ có thế hệ sau được biết về cội nguồn của mình là nơi đâu. Và vẫn giữ được cái truyền thống đó nên em rất vui cái cộng đồng người Việt mình đã so lọt dù nhỏ nhưng mình vẫn tổ chức được cái niềm vui cho những người quê, người Việt tha phương như vẫn nhớ về cái ngày nội Tết của người Việt mình ở Việt Nam. Một cái Tết là một cái Tết truyền thống, rất là vui, đến đây rất là nhộn nhịp, vui, rất là đông mọi người. Ở Charlotte này có một cái tổ chức như vậy rất là vui. I really wanted to participate because I love long dresses, but I was really surprised that I won. Trong chương trình mừng xuân này có phần hấp dẫn là thi hoa hậu với những tà áo dài thước tha, tăng thêm vẻ đẹp của các cô gái Việt Nam. Qua những phần thi thố về kiến thức thì ban giám khảo đã chọn ra được một cô hoa hậu 2015 cho cộng đồng người Việt quốc gia Charlotte, North Carolina. Và cũng là phần kết thúc mừng xuân Ất Mùi năm 2015 với những hình ảnh lưu niệm cùng với các hoa hậu. Trần Việt xin kính chào quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình những vấn đề của chúng ta của bản tin Hoa Tình Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và một năm mới thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới. Xin chào quý khán thính giả của đài SBTN.
Kính chào giáo sư bình luận gia Lý Đại Nguyên. Kính chào hòa thượng, kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào những ngày đầu năm Ất Mùi. Và mùa xuân là mùa của sự đổi mới, là dịp làm mới lại những gì đã cũ, đã lạc hậu và thiếu văn minh. Thưa giáo sư, là người đã trải qua nhiều thời kỳ, nhiều chế độ, từ quân chủ đến Việt Nam Cộng Hòa, rồi cuối cùng là ở tù dưới chế độ Cộng sản. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về một viễn tượng của Việt Nam, nhất là trong năm Ất Mùi này? Vâng, kính thưa hòa thượng với quý vị, 15 tuổi thì bắt đầu tôi có suy nghĩ, và lúc bây giờ những biến chuyển của Việt Nam bắt đầu dồn dập vào cái năm 15 tuổi của tôi. Tức là năm bắt đầu Nhật Bản xuất hiện và đánh bại người Pháp. Rồi Nhật Bản trao quyền lại cho Hoàng đế Bảo Đại và lập chính phủ Trần Đồng Kim, rồi Cộng sản cấp chính quyền. Thì hồi đó họ lấy danh nghĩa độc lập dân tộc, họ đứng ra hô hào toàn dân đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, rồi chống thực dân. Thì chúng tôi cũng vậy, thanh niên đều háo hức, cái tinh thần độc lập mới của dân tộc háo hức đến vào với kháng chiến. Nhưng mà chỉ năm đến năm 52 thì tôi hiểu ra rằng Cộng sản không phải là người mà của dân tộc, không phải là người của đất nước chúng ta, không phải là người Việt Nam. Họ không làm gì cho Việt Nam cả. Họ bắt đầu chuẩn bị đấu tố và thực hiện cái chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam. Dù trong thời kỳ đó là đang còn kháng chiến, chúng tôi đã bỏ ra về ra đi và trở lại vào thành. Thì từ đó chúng tôi bắt đầu đi vào cái cuộc tranh đấu của những người quốc gia dân tộc để chống lại chế độ Cộng sản và đồng thời chống với thực dân. Chúng tôi phải làm công việc của một cái người mà chống mọi mặt. Thành ra dân tộc Việt Nam đã bị đẩy vào cái thế mà luôn luôn phải chống đối, không có một cái thì giờ nào nghĩ đến xây dựng hết. Cho đến các đoàn thể quốc gia cũng vậy, cũng chưa hề bao giờ có một cái giải pháp nào đến xây dựng, vì chúng ta chưa có cơ hội nào xây dựng cả. Sau cái cuộc Cộng sản cướp quyền ở miền Bắc ấy, thì bắt đầu cuộc chiến tranh nổ ra. Và vừa hòa bình, tức là năm 54 hòa bình chia đôi với Việt Nam, thì Cộng sản chuẩn bị họ lại chiếm đất nước miền Nam, cho nên chiến tranh triền miên, bao nhiêu sức lực của dân tộc Việt Nam đều đổ dồn vào chiến tranh hết. Còn ngoài Bắc thì đấu tố cải cách ruộng đất, tiêu diệt hết tất cả các cái gọi là một cái gì mà cội rễ của dân tộc, Cộng sản tiêu hủy hết. Chính vì vậy mà chúng ta mất hết. Cho đến giờ này Cộng sản vẫn tiếp tục tiêu diệt tất cả các lực lượng nào mà lực lượng của người dân muốn đòi hỏi cái sự tự do ở trong nước. Vậy họ làm đủ mọi hình thức, từ hình thức mà gọi là dùng luật pháp, rồi đến hình thức mà nếu họ bị thế giới người lên án thì họ dùng côn đồ để chấn áp tất cả những người mà có quyền tự do. Chính vậy mà nội lực của Việt Nam mất hết. Và chúng ta giờ này, năm nơi tới đây là năm mà phải có thay đổi. Thì Hoa Kỳ bắt đầu chuyển trục về Á Châu, và họ nói rất nhiều lần, và chúng ta hiểu rằng nếu Việt Nam mà không có ảnh hưởng Mỹ không tới Việt Nam được thì cuộc chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ thất bại. Cho nên là họ phải bằng mọi cách họ để mà vào Việt Nam. Cho nên vấn đề đặt ra chúng ta thấy là Việt Mỹ hoàn toàn nỗ lực mà bằng mọi cách họ dùng mọi ảnh hưởng từ quân sự, kinh tế họ đến vào Việt Nam, và quan trọng hết là cái đối tác xuyên Thái Bình Dương. Năm nay họ bằng mọi cách trở thành thành hình, và thành hình là Việt Nam vào trong đó. Đó là vấn đề đặt ra, mà họ đem kinh tế đi trước thì họ đem ảnh hưởng của kinh tế của Mỹ vào Việt Nam. Đó là một điều chúng ta thấy. Và ở trong này thì chúng ta hiểu rằng Việt Nam chưa có tự do thực sự, cũng như bên Liên Xô, Cộng sản sụp đổ,
thì em xin lên cầm quyền, sau em xin đến Putin, họ cũng là người gốc cộng sản. Ở Việt Nam cũng thế mà thôi, dù Mỹ ảnh hưởng tới đâu thì cái người cầm quyền trong tương lai, trong thời gian ngắn hay dài, tùy cái sức đấu tranh, tùy sức bật của dân tộc Việt Nam, họ cầm quyền ở mức độ nào, ngắn hạn, dài hạn, là tùy cái khả năng của dân tộc Việt Nam có biết tạo cơ hội, mà cơ hội này cơ hội tạo ra cho mình biết nắm cơ hội và tạo ảnh hưởng không thì chưa biết. Thì tùy cái người Việt Nam, tùy dân tộc Việt Nam, nhất là tùy tuổi trẻ Việt Nam có biết ý thức được rằng, rõ ràng rằng đây là cơ hội để mình vận động cái nỗ lực dân tộc Việt Nam. Mà muốn vận động nỗ lực dân tộc Việt Nam thì công việc chúng ta phải đòi hỏi là thế giới họ đang giúp chúng ta. Thì chúng ta đòi hỏi đầu tiên là quyền tự do ngôn luận. Và có tự do ngôn luận thì cái ảnh hưởng của Việt Nam, của những tư tưởng, những cái lý tưởng Việt Nam nó vào với dân chúng. Và cái tư tưởng dân chủ nó mới tới với dân chúng. Thì vấn đề đặt ra là có tự do ngôn luận và có tự do sinh hoạt chính trị. Tức là phải đòi hỏi những cái đó. Vì người cộng sản còn cầm quyền thì chúng ta vẫn phải đòi hỏi cái đó, làm sao có cái thế lực chính trị đối lập, có dân sự xã hội hoạt động rất mạnh để mà áp lực cộng sản. Họ phải thay đổi từ hiến pháp, luật pháp để mà thay đổi cái cục diện Việt Nam đi. Vấn đề đặt ra là cái quan trọng hết, làm sao cho người dân tập dượt được một cái sinh hoạt dân chủ đích thực, tập dượt được. Muốn tập dượt như vậy thì cuộc bầu cử trực tiếp tại thôn xã, tại thị xã nó phải thực hiện, để người dân thực sự biết được bầu cho ai, người đó người mình biết, người đó phải làm cho dân. Và khi quyền của mình bầu ra, họ lên họ làm việc, họ làm không nổi, họ làm sai thì mình có quyền đích thực kiểm soát họ ngay tức khắc. Thì người dân biết rằng mình làm chủ, làm sao tạo cơ hội cho người dân làm chủ. Nếu mà chưa có tinh thần làm chủ thì không bao giờ giải quyết được vấn đề dân chủ. Người dân phải làm chủ đã, và muốn như vậy phải tạo ra cuộc bầu cử trực tiếp và tự do. Và như vậy thì phải loại bỏ ngay cái hình thức mà gọi là người dân bầu. Cái đó là phải loại trừ đầu tiên. Và khi lấy được quyền dân về rồi thì lấy cái quyền mà gọi là, tức là giáo sư muốn nói là bỏ cái hình thức là đảng cử dân bầu chứ, vâng, chứ đâu có phải bỏ hình bỏ thức cái dân hình bầu, dân bầu. Yeah, đảng tức cử là dân bầu. Trực tiếp người dân bầu. Yeah. Và người dân ứng cử bầu cử tự do. Và có thể không phải là do nhà nước đứng ra bầu cử mà do chí nguyện. Tức là những lập thành những cái tập thể chí nguyện là sinh viên, họ đến các làng sau bầu cử, đứng ra tổ chức bầu cử cho dân chúng thấy rằng họ làm chủ thực sự. Chứ không thể để mà cấp trên cấp dưới, chúng ta lệ thuộc vào phong kiến. Ngày xưa ở trên ra lệnh ở dưới nghe, tức là thời phong kiến. Và cộng sản cũng như phong kiến, họ từ trên giờ xuống, họ áp lực cả xuống. Làm sao cho cái đáy tầng này họ làm chủ thì ảnh hưởng lên bên trên. Và người dân có quyền bầu cử lấy những người mà mình cho nữa. Đó là một việc thứ nhất. Nhưng mà thưa giáo sư, khi nãy giáo sư có nói rằng là nếu Việt Nam có thay đổi thì cái sự thay đổi đó nó cũng mô phỏng theo cái sự thay đổi của Nga. Thì như vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là Nga không phải do dân chúng trực tiếp bỏ, vâng, mà cũng là do đảng họ chỉ đạo, dù là ở một cái hình thức nào đó. Vâng, do không phải dân bầu. Tức là bây giờ thế này, về đây là ảnh hưởng chúng ta. Tôi đã nói lần trước là Việt Nam, cái nỗ lực Việt Nam nó mất đi rồi. Cái sức mạnh của dân tộc không có, cái mà lực lượng đích thực đối lập của Việt Nam cũng chưa có. Bên Miến Điện ấy thì cái lực lượng đối lập có thật. Họ có đủ khả năng, họ tranh đấu, họ đòi hỏi. Nhưng Việt Nam bây giờ đang loãng. Chúng ta cái tập hợp cái dân chủ ở Việt Nam, nó gọi là mấy đoàn thể xã hội dân sự đó cũng chưa đủ sức, chưa bên trên với dân chúng. Dân chúng chưa biết gì về họ cả. Họ chỉ là một nhóm người chưa có ảnh hưởng tới dân chúng. Chỉ có các tôn giáo ảnh hưởng dân chúng. Mà cái tôn giáo đối với cộng sản thì nó tiêu diệt hết, nó đánh phá hết, nó tan nát hết. Cái tôn giáo mà
mà tôn giáo mà ảnh hưởng dân chúng và làm những gì lại nguy hiểm nữa. Cho nên rằng bây giờ làm sao để cho các sau dân sự họ trực tiếp đi dân chúng được, mà đến dân chúng phải tạo cơ hội cho họ đến dân chúng. Muốn như vậy thì vấn đề đặt ra là phải đòi hỏi từ hiến pháp, luật pháp thay đổi. Và hiến pháp thay đổi rồi thì các tập thể dân chúng xuất hiện, và như vậy họ đi vào dân chúng, họ ảnh hưởng dân chúng, như vậy có sự đòi hỏi, có sức mạnh được thì mới thay đổi được cái chính quyền trung ương. Cái chính quyền trung ương thì chúng tôi nói là từ Ensin cũng là các đảng cộng sản, dù là hình thức dân chủ của Putin cầu cử, cũng gốc của nó là anh cộng sản, anh KGB. Cái ông Gorbachev cũng thế thôi, tất cả là KGB. Cho nên là bây giờ cái ảnh hưởng của thế giới họ vào, họ đòi hỏi là phải có tự do dân chủ. Thì tự do dân chủ thì hình thức của nó là tự do dân chủ, nhưng mà nội dung của nó là vẫn những người cầm quyền cũ. Vì chúng ta biết rằng chúng ta không được bạo động tranh đấu với thế giới này, với Hoa Kỳ ngày nay, mà người mà dẫn đạo thế giới họ chống đối cái việc mà bạo động, bạo lực, lật đổ, họ không chấp nhận. Thành ra vấn đề khó khăn cho người Việt Nam muốn bạo động, muốn lật đổ, có sức mạnh để mà lật đổ không nổi. Vậy thì nó phải là diễn biến từ từ, diễn biến từ từ thì nó đảng cộng sản nó đổi hình thức đi, nó là dân chủ rồi vẫn anh cộng sản cầm quyền. Cho đến một thời gian nào người dân trưởng thành thì mới bắt đầu dùng lá phiếu mà loại bỏ được cái những anh cộng sản cũ. Đó là một điều chúng ta thấy rõ. Ở thế giới nó như vậy rồi. Thì bây giờ ở Việt Nam như vậy, tức là chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là một cái cuộc thay đổi có dân chủ ngay, mà là cơ hội cho người dân có dân chủ. Cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa giáo sư, thế giới nhân loại vốn có quá nhiều sai biệt trên phương diện căn cơ trình độ. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một cái mẫu số, đó là mơ ước được sống trong hòa bình, trong thịnh vượng và giải thoát. Tuy nhiên, vì thiếu cái ý thức về mối tương tác đa phương bởi trùng trùng nhân duyên, cho nên con người thèm khát về hòa bình nhưng mà lại tự khép mình trong một cái vỏ ốc của hận thù, của ngã chấp. Thì trước một cái bối cảnh xã hội đầy nhiễu nhương như vậy, và Hoa Kỳ như giáo sư đã trình bày đang chuyển trục về Á Châu, nhưng mà Á Châu cái sức mạnh của Trung Cộng không phải là cái việc mà có thể coi thường được. Thì như vậy khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu thì có phải đương đầu với một cái lực mà người ta thường nghĩ đến cái ảnh hưởng của Trung Cộng hiện nay hay không? Cái đó là cái thực tế. Thực tế, nhưng mà đích thực ra thì vấn đề Trung Cộng đó phải về lực và tất cả mọi thứ cũng thể sánh với Mỹ được. Nhưng Mỹ vì họ có nhiều vấn đề trên thế giới, họ không phải là một vấn đề của Á Châu mà thôi. Thành ra rất nhiều trở ngại cho Hoa Kỳ. Nhưng mà vấn đề đặt ra cái nhược điểm của Trung Cộng bây giờ là nhược điểm tại lãnh đạo. Vì ông Tập Cận Bình bây giờ là ông phải củng cố quyền lực, và củng cố quyền lực thì ông đặt vấn đề là chống tham nhũng. Mà chống tham nhũng thì phải đối phó với cái thế lực cũng không phải là yếu hơn ông ấy đâu, có thể mạnh hơn ông ấy. Mà đích thực ra trong cái cuộc gặp gỡ riêng giữa ông Obama và Tập Cận Bình thì hai bên đều hứa với nhau là giúp nhau diệt tham nhũng tại Trung Hoa. Như vậy tức là Hoa Kỳ đi thẳng vào một cái nhược điểm nhất của Trung Hoa là tham nhũng và chống tham nhũng. Và Tập Cận Bình bây giờ là phải chống tham nhũng. Chống tham nhũng phải là để mà thay đổi cái chế độ, chống tham nhũng để mà củng cố là của mình. Và bây giờ Hoa Kỳ tức là bây giờ đang ủng hộ cái việc mà ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Thành tức là ông củng cố cho cá nhân ông và vây cánh của ông, tức là những thành phần nào mà ông thấy là đối nghịch, không ngoại, có lợi cho ông thì ông tìm cách ông loại, ông cũng loại. Như bao nhiêu ngày xưa Hoa Kỳ đem quân vào Việt Nam và tạo cơ hội cho Mao Trạch Đông
làm một cách mặt văn hóa, diệt tất cả người thân Nga đi. Để làm cho nên Hoa Kỳ không trực tiếp mà nhúng tay vào Trung Hoa lục địa, nhưng mà đích thực ra hỗ trợ rất nhiều cho việc ông Tập Cận Bình chống tham nhũng hiện tại. Chẳng những vậy, bây giờ bắt cả tất cả những anh mà ôm tiền chạy ra sang Mỹ nên là bắt trả trở lại hết. Thành vấn đề thật ra là hai bên quan ăn ý với nhau, không phải để áp lực Trung Hoa, không phải mà sợ lực lượng Trung Hoa, không phải là để ngăn cấm Trung Hoa, nhưng mà để hỗ trợ cho Tập Cận Bình thanh toán cái phe phái mà chống đối. Để vậy thì chúng mình phải trả cái công ơn của Mỹ. Mà thưa giáo sư, như vậy thì hiện nay đó, ít nhiều Việt Nam đang bị chi phối bởi Trung Cộng. Vâng. Mà bây giờ Hoa Kỳ và Trung Cộng bắt tay với nhau để hỗ trợ cho nhau. Như vậy thì cái vai trò của Việt Nam thì bây giờ ông Tập của mình phải trả trao một cái gì cho Mỹ. Mỹ quan trọng nhất là trở sang Á Châu, và quan trọng hết là muốn trở được về Á Châu thì đầu tiên phải có Việt Nam. Vậy thì vấn đề đặt ra, Tập của mình rất có thể bán cái Đảng Cộng sản cho Hoa Kỳ. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng năm nay tự nhiên lại sang Mỹ. Từ trước cái này đó là Mỹ không bao giờ tiếp cái ông tổng bí thư hết, vì trong protocol của Mỹ, tức là ngoại giao của Mỹ, không có chỗ nào để ông tổng bí thư ra cả. Ông chủ tịch nước, ông thủ tướng. Bây giờ tự nhiên tiếp vào anh chủ tịch đảng. Nhưng mà thưa giáo sư, ngày xưa đó ông Đặng Thiếu Bình đó, là ông cũng đã từng qua trong ông là thủ tướng. Ông là thủ tướng. Không, cái lúc đó thì ông là thủ tướng. Ông chứ là một cái siêu không, ông chúng lúc bây giờ ông đang là thủ tướng. À, dạ. Đánh Việt Nam lúc giờ là ông là thủ tướng. À, dạ. Dạ vâng. Đặng Thiếu Bình lúc bây giờ là thủ tướng. À, dạ. Đang cũng phải đánh Việt Nam đó. Tức là cái thời kỳ đánh Việt Nam là ông sang Mỹ. À, dạ. Ông là thủ tướng. Dạ, dạ vâng. Tức là dạ, trên phương diện là chính chứ không phải là tổng bí thư. Không, ông là tổng bí thư. Dạ. Ông là thủ tướng. Dạ, dạ, thì cho nên vấn đề đặt ra là nó trở ngại như vậy. Chúng ta biết rằng tiếp một cái ông tổng bí thư nó không có cái trong cái ngoại giao không có cái chỗ nào để tiếp với cả. Thành bây giờ tự nhiên bộ trưởng ngoại giao Kerry ông mời ông Nguyễn Phú Trọng sang, và ngồi Phú Trọng sang mà tháng 7 này Kerry sang, ông John Kerry sang Việt Nam. Và có thể là tháng 7 hay tháng 8 gì ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ. Và sau đó là Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ tháng 9. Rõ ràng là trong khi ông Tập Cận Bình gọi điện thoại cho Nguyễn Phú Trọng để chúc mừng, chúc Tết, có nói chuyện với nhau. Và khi nói chuyện với nhau rồi á, thì sau đó vài ngày thôi, ông John Kerry chính thức mời ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ. Có lẽ họ đang làm việc với nhau bên trong bí mật là trao đổi cái gì đây. Và có lẽ Tập Cận Bình nói thì bây giờ Mỹ họ đến Việt Nam rồi, bây giờ như vậy thì đảng cũng dịu dàng xuống. Đại khái như vậy. Nhưng mà cũng rất có thể bởi vì Hoa Kỳ thấy rằng là ông Tập Cận Bình tìm cách để củng cố cái quyền lực cho ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là ông Nguyễn Tấn Dũng, cho nên Hoa Kỳ cũng tìm cách để mà lôi kéo ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng có thể như vậy, nhưng cuối cùng tại sao phải ông này phải sang Mỹ? Vấn đề đặt ra là nếu củng cố quyền lực thì cứ việc củng cố quyền lực, lại tại sao phải nhờ Mỹ? Bởi vì ảnh hưởng của Mỹ không phải là ở Việt Nam thôi, mà ảnh hưởng của Mỹ đang với Tập Cận Bình trong cuộc mà gọi là tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Nó có những liên hệ như vậy. Thành như chúng tôi nghĩ rằng vấn đề đặt ra thì mình dự đoán thôi, còn biết thực ra không ai biết đâu, ở trong bên bí mật thôi, nhưng mà dự đoán là những cái sự kiện nó xảy ra thì mình đoán rằng có sự ăn ý với nhau. Và dĩ nhiên là Nguyễn Phú Trọng thì có thể là đến sang năm hết nhiệm kỳ rồi. Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, năm mới mở ra nhiều triển vọng mới và có nhiều cái ước mơ mới, thì là một cái người đã cao niên, cái ước mơ của giáo sư như thế nào và giáo sư nghĩ như thế nào về cái vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong tương lai? Cái vai trò tuổi trẻ Việt Nam là bây giờ hết sức quan trọng, vì chính họ phải làm việc cật lực
và mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng tâm hồn để mà biết rằng mình đang có trách nhiệm lớn lao với dân tộc. Cơ hội này Hoa Kỳ hay Trung Hoa kết hợp với nhau, nhưng mà cuối cùng là Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam phải có tự do dân chủ. Thì bây giờ thanh niên phải làm việc đó, phải chuẩn bị cái thế dân chủ của mình. Mà muốn dân chủ, muốn có dân chủ thực sự thì những người làm việc bây giờ đấy, nhất là thanh niên, phải tôn trọng cái sự tự do người khác. Không phải là mình muốn làm gì thì mình làm, phải biết cái tự do người khác, phải biết dung hòa quyền lợi của người khác với quyền lợi của mình. Nhìn như người khác, mình không, mình có tự do thì người khác có tự do. Vấn đề đặt ra là phải tôn trọng cái quyền tự do người khác thì trước khi làm việc. Cho nên chúng ta nghĩ rằng người già, nhất là người già lớn tuổi đó, thường thường là các quan niệm ngày xưa có cái ông quan ông vua trong đầu. Khi làm chính trị thì muốn làm ông tổng thống, bộ trưởng, thủ tướng, thì ông làm như vậy ông vẫn xa cách chân chúng. Bây giờ phải làm sao mà hiểu được rằng làm chính trị bây giờ làm việc của người dân, và đích thực từ dân nó mới có tất cả. Không phải là ông quan để mà điều khiển dân, mà đích thực làm sao lấy dân ra mà làm việc, lấy nguyện vọng của dân ra làm việc. Thì tất cả những vấn đề đó, đó là đặt ở trên vai người trẻ Việt Nam. Những người trẻ Việt Nam đang học hỏi, nhất là người trẻ Hoa Kỳ này, họ được học hỏi, họ là chuyên viên, họ là một lực lượng rất lớn trong tương lai Việt Nam. Họ cũng về thay đổi cuộc diện Việt Nam. Và những người trẻ trong nước giờ này họ bị đang nhồi nhét và đủ thứ, họ bị dày vò đủ thứ. Họ phải tỉnh táo, họ tỉnh thức, họ biết rằng quyền lực của họ ở trong tay họ, và thế lực lớn nhất ở trong tay họ. Họ phải tự mình phải làm chủ lấy mình. Không làm chủ được mình thì không bao giờ giải quyết được vấn đề Việt Nam cả. Cho nên thanh niên, người lớp trẻ, còn lớp già thì tôi xin nói là xin lỗi. Tất cả các vị già cả ở đây thường thường là có cả quá khứ nặng nề quá. Cái quá khứ nó quá nặng nề, không dễ giải quyết được với thời đại mới. Thời đại mới là thời đại cởi mở, thời đại mà bao dung, thời đại mà phải dung hóa tất cả. Thì các cụ người lớn khó làm việc đó lắm. Nói chung là phải làm việc trên cái nền tảng của bình đẳng và tương kính. Phải thấy ra được cái mối tương quan trùng điệp giữa cái yếu tố này và yếu tố khác. Còn nếu mà độc nhân thì không bao giờ sanh ra quả được. Tức là chúng ta biết rằng bây giờ thế giới bây giờ nó liên quan với nhau. Có ai bao đứng một mình đâu. Xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị những năm mới, những ngày mới của năm mới có được những